Hey, chào Vinh, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cái nhà thấy cái vườn đu đủ của Vinh không? Nay mới bị mấy cơn mưa nó dập á cả nhà, nên giờ nó rụng lá rớt lá quá trời luôn. Loại đu đủ này thì nó không có, cũng như nó không có chịu nước á. Vinh gỡ mấy cái bầu ra luôn cả nhà thấy không? Lúc trước Vinh có làm mấy cái bầu đen đen á, giờ Vinh gỡ luôn, giống như nó ủ nước quá, không biết là có cứu được nó không, chứ giờ nó gan như bông, nó rụng hết trơn cái nha, buồn luôn. Buồn luôn. Bữa nay thì hai vợ chồng Vin sẽ nấu một nồi bò kho nha cả nhà. Bây giờ thì Vin đi hái một ít sả vô nấu. Mới dài mưa quá, cái Vin làm lắt nhắt đủ thứ hết trơn cái nha. Mưa quá cũng không đi đâu được. Bữa đi với Cường đi săn bắt bữa mà không có trúng cá. Thôi, nay ở nhà. Giờ này nhỏ nhỏ vậy nè vợ. Mình ăn từ 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 là món nó bự vừa rồi đó. Giờ này thì nó chưa có bự, nó nhỏ nhỏ mà. Ngày mà lên nó bự một lượt là mình chỉ có cái là mình cắt mình đem bán thôi. Chứ sả thì thường thường mình không có ăn lâu được. Nó rất là bự. Sả sả này hồi đợt dịch Covid á bán cũng được giá lắm á anh, ta mua về người ta xông nhà. À, cũng như là xong cho nó khử khuẩn đâu hả? Dạ. Thôi, giờ thì không mong đâu. Không mong nó được giá gì cái vụ đó đâu. Nay mấy cái cây đu đủ nhìn cái thân nó dày sọc à, nhưng mà nó không nó có ngọt tròn lắm mập nha, như hồi lúc đầu nữa. lúc đầu nhìn thấy nó tốt lắm luôn á. Đây này, cái vườn rau của bên này cả nhà thấy không? Bên sáng hết đất ra luôn rồi, bên kinh hết rau ra luôn, như là bên cải tạo đất lại cái nhà. Tại vì hồi đó trước bên trồng cái bên trộn phân rồi này kia vô á, trồng năm trời cái bên thấy nó không còn tốt nữa, bên sáng hết lớp đất lên ra luôn. Rồi bên đêm ngay đây nè, bên trộn phân dừa rồi phân dê phân bò rồi á, bên ủ nó một đống ở đây nè, cũng như là chờ cho nó quay một ra, bên sẽ cho nó vô lại cầm lại cho nó tốt rồi cái nhà. Thấy nó không có tốt vậy ta, bên không hết nên bên kinh nó ra hết rồi. Còn mấy mớ rau thì có cái rau nào mà bên còn xài được á, còn trồng được là bên bứng ra chậu hết trơn à, bên không có nhỏ quả này thôi. Thường thường thì món bò kho thì ăn với quế, ăn ngò gai, rau ôm, mà bên chỉ còn được ngò gai à. Cái bụi ôm nướng rau mình ăn được á vợ, vô món á lại cắt mất rồi. Vậy đi vậy này thì bên sẽ nấu với hai trái dừa, trái dừa xiêm với trái dừa éo. Dừa xiêm này vợ mua nè, hình như trong tủ lạnh còn dừa phải không em? còn hai trái, Ok, để ngon rồi chút lấy để. ra nấu luôn rồi chứ dừa đó cũng cả tuần rồi. Mua dừa nhỏ bỏ tủ lạnh đó nha. Mình đây là nấu nước dừa là ăn ba cháy luôn. Nấu dừa nó nhanh mềm đó anh. Anh có mua miếng xốp nấu cho nó thơm á. Cái này là anh vô tình anh ăn rồi anh học được, nghe cái mùi thơm của nó. Này cái nhà, mấy cái cây mà bên cảm giác bên còn dùng được dưỡng nó sống á, bên cho nó ra chậu hết, để đây một cái là đẹp, nhưng cái dưỡng lại với lại bên làm đó cho nó uổng nè. Hai bụi gì nãy nói quên rồi vợ. Thì anh hỏi nghe em cũng quên luôn rồi. Cam thơm gì nè, tự nhiên nói quên. Mấy bụi hẹ bên cũng mua mấy chậu bên cho ra, còn đó mấy cái chậu trống á bên sẽ mua mớ hành bên cắm vô cho nó đẹp, màu là đẹp hay là nữa là để ăn, nhưng mà đẹp chắc là đẹp quen ra nhiều hơn. Hẹ này cũng mình cũng ít ăn ha em. Tuy nhiều hơn chứ rồi gì đâu. Nè cái nhà sáng thì bên đi chợ, vợ bên đưa nhóc đi học, bên đi chợ bên mua một miếng nạm hả ta, nạm bò. Miếng này hiện ký mấy á, với thấy hai đứa nhỏ đi ăn phở nó cũng hay thích ăn gân á, bên mua miếng gân nữa, nhưng mà bên mua ít thôi, tại vì gân này ăn thì thường thường nó ngán á, bên mua miếng gân nhỏ nhỏ, một miếng nạm bò. Nấu nồi bò kho cái này nấu làm sao cho nó nhanh mềm anh?
biết nữa. Anh thấy anh có mua miếng khóm á. Nhưng mà hình như là thịt bò là nó kỹ muối phải không? Thì anh ướp dầu hào. Anh ướp dầu hào. Thịt bò thường em thấy là người ta ướp dầu hào nè, nước tương nè. Đúng rồi. Không có nước mắm với muối. Thì mình còn khúc dầu hào á. Thôi hết rồi bạn ơi, hôm qua có Vin thấy cờ, anh thấy còn anh kinh vô rồi, anh chậm cái đầu xuống rồi. Như đó sao đủ? Để hai coi lại coi. Không đủ đâu, để em đi mua. Không đủ rồi. Tại chút, vì... chút xíu mình coi lại. Tại vì hôm bữa em mua có 3 lạng thịt bò hà. Em xài 2 muỗng canh rồi. Còn này anh mua nhiều mà. Chắc khoảng hơn 1,5 kg á. Cái này kho mình phải kho cho đậm đà chứ. Hồi nãy anh đâu có nhớ đâu. Anh chạy về nhà anh mới nhớ nên anh ra anh kiếm cái chai dầu nào á, anh thấy nó không còn. Cái món gì mà có nước cốt dừa nữa? Không biết. Cái bò gì mà có nước cốt dừa? Nghe bổi anh nên. Nhưng mà cái món này là hình như không có nước cốt dừa. Đúng rồi, bò không. Nước dừa. Sao em nhớ món gì mà có nước cốt dừa ta? Hay cô chú coi, cô chú biết cái cô chú mình luận. Món bò nào có nước cốt dừa hả? Bò nào có nước cốt dừa cô chú? Để cái này bên nóng nước để bên khử sơ cái mùi bò cái nha. Cái khử cái mùi với lại thêm nữa cho nó săn săn lại á, thôi mình nấu cái nước nó sẽ tông hơn. Cho gừng với lại chắc này chắc 2 ly củ đế quá. Để vô. Nghe mùi củ thơm quá em. Hay làm ly nha. Hả? Đi chỉ cho thịt bò vô nha cái nha. Bò này chắc giòn giòn hết trơn rồi. Hả? Nước đục ngầu luôn không? Cái này mà mình không trộn sơ nấu thì hơi chắc Binh nghĩ cái nồi bò sụt kho của mình nó sẽ đậm màu hơn quá. Cúc, sao nó thấy này sắc thấy không nhiều mà giờ dớt ra thấy nhiều quá em. Này để ăn bữa nay mà cho hẹn nhỏ ăn sáng luôn á. Đúng rồi đó, em tính nói vậy. Nấu này phải ngon đậm đà luôn nha. Đậm đà không? Ăn. Vậy là cái này là hai vợ chồng Binh sẽ làm với ăn với bánh mì á cái nha. Nên nấu cái cho đậm đà xíu, tránh mì ăn nó mới ngon. Anh còn ví dụ như mà muốn ăn hủ tiếu cái mình pha loãng ra hả? Chưa nấu bao giờ. Ha, hình như là cái nước hủ tiếu. Thì nấu thì nó sẽ lỏng hơn rồi đó. Nó nhiều hơn để mình ăn hủ tiếu nhưng mà Binh chưa nấu món bò kho hủ tiếu. Chỉ nấu cái món này như 2-3 lần. Dạ Binh sẽ đi rửa lại cái nha. Cái này thì nó sạch sạch. Thường thường nấu này người ta sẽ quậy muỗng bọt bỏ vô luôn á. Cho nó đậm, nó cái nước nó sạch sạch á. Dễ chấm. Còn mình thì không cần bọt nấu nha, mình không cần ấy. Khóm nó thơm. Cái này là do Binh bỏ vô miếng khóm á, là do Binh đi ăn, Binh nghe mùi khóm nên Binh nghĩ là lúc hầm người ta sẽ bỏ cắt miếng khóm bỏ vô. Nên Binh mua. Không biết đúng không nha cả nhà. Có gì cô chú ơi xem góp ý cho Binh nha. Ướp phi. Còn nhiêu cây thì mình để nấu. Mà em thấy bây giờ anh. Sao? Món ăn á người ta sáng tạo nhiều lắm. Cũng không biết được phải không? Đúng rồi. Giống như hồi đó không có internet, không có mạng rồi gì á. Mình ít biết, còn giờ mình lên mình coi. Mình học được nhiều cái hay. Bông hoa 5 cánh nha. Hoa. Thịt bò mà tổng ra rồi nhìn cũng đẹp quá em. Với lại nó bớt cái mùi dữ lắm cái nha. Mấy miếng gân nè. Chưa đủ cho gia đình mình. Giờ bên tỉa bông này cái nha. Bông cà gót. Có bông nhú nhú này không? Nhỏ nên tỉa được, cái bự tỉa không được.
bên có miếng khóm nè, xả đó thì pin hơi để pin để nguyên cây, còn xả bom với gừng rồi thì pin sắt cây sẵn hết nè cả nha. Gửi rau sống, rau sống này như ba lậu này là hợp với bò kho đúng không? Đúng rồi. Rồi anh nhớ này là rau gì chưa? Rau ôm. Nãy giới thiệu với nhà mà không nhớ, giờ nhớ rồi cả nha. Mòn không có kịch bản gì hết đâu á. Thì cô chú thương mình, thương những kênh như vậy là những cái tính đơn giản không kịch bản đó. Sợ cái này đi. Cho ướp cho nó đẹp chứ cho dễ cái dễ này, trộn. Dễ trộn, dễ xem nữa chứ nha. Đây cái này thì mình sử dụng hai bọc nha. Bọc này thì 1 kg nè. Bọc này từ 3 lạng đến nửa ký thì mình sẽ dùng hai bọc luôn. Tại bên mua cái máy gần 2 kg lần cái nha. Sao hai màu khác nhau hả? Hai thương hiệu hả anh? Còn là cũng là một cái hũ sốt để nấu bò kho nữa cái nha. Cái này thì cũng 300g đến nửa ký. Bên không biết là nó cay không nên bên sử dụng một hũ thôi. Cái này thì gừng, tỏi với ớt. Xả nữa. Bên chừa lại một ít ăn hơi bên phi á. Dầu hào nữa cái nha. Cái này thì bên ướp thôi, chút xíu có gì bên nên thêm. Này chắc tầm khoảng 2-4 con canh đó cái nha. Thêm tí bột ngọt nha. Bên nêm ít bột ngọt coi. Muỗng đường nha. Chàng hơi bên nấu nước dừa nên bên ướp cho một muỗng đường thôi. Đồng lên. Đồng lên cho nó lên màu đỏ cho đẹp thôi. Massage nó hả? Nghe cái mùi này thơm quá em ơi. Mùi ngủ gì hương người tùm lum với tổng hay gì á, gia vị tổng hợp với tổng hay gì cái nha. Đó. Xong rồi bên ướp chừng nửa tiếng rồi nó hụt cái màu lên. Thường thường bò kho thì nó có cái màu đỏ, thêm miếng màu dầu hào á nó đen đen nữa. Bên cho tỏi xả với hai cái này vô bên phi luôn nha cái nha. Sớm mình xào xào cho nó thơm, xả cây cũng vậy luôn. Nên bên sẽ cho hết vô bên phi. Sau đó mình cho thịt bò vô. Hai cái này là khóm với xả đó nha. Khóm với đầu xả. Nay lên thủ sớm sớm chiều nay bên sẽ đi quay phim nha cái nha. Đây hành nghề quay phim luôn á. Bên sẽ quay một cái đám cưới của một anh em trong tiên anh trong anh nhóm em... anh em miền Tây. Anh em miền Tây hồi xưa. Thêm một bạn nữa lập gia đình rồi cả nhà. Thì nhắn tin cho bên nói là vô quay để làm kỷ niệm thôi cả nha. Nhẹ nhẹ. Nên bên cũng nhận lời. Nên chiều nay bên sẽ đi quay phim và ngày mai nữa, hai bữa. Không nhưng mà đợt em thấy anh quay đám cưới con bé cũng đẹp mà. Thì chịu khó. Chỉ có lên mạng coi có bi của người ta. Chị nha. Thơm thơm. Cái mùi thơm nó thơm thấy ghê luôn. Để cho hết này vô luôn nha. Ủa chút mình nấu bằng cái chảo này luôn hả anh? Đúng đúng. Nhà mình thấy cái nồi này bự. Có nồi bự siêu to thôi à. Đủ không anh? Đủ nước rồi. Anh nghĩ là đủ. Hay bò nó co thắt lại nữa mà. Co thắt teo đi ba. Teo lại nữa nha. Thơm quá. Cái mấy miếng khóm giờ cũng đẹp đẹp ha. Dạ. Nó vàng vàng, mùi, đỏ vàng xanh. Mùi khóm nó thơm, cái vị dịu dịu ngọt ngọt. Chán độ đây khóm chín nha. Đánh về vị chảo qua thấy không? Mình sẽ cho một miếng nước vô bị nấu trước nha. Bị nấu nổ lửa với nước đi rồi 2 tới giờ mình sẽ cho vô sau. Vậy thì cái nước nó sẽ ngọt hơn cái nha. Thêm nước rồi. Thêm cái này thôi cái nha. Nấu hơi nở lửa mềm thì mình cho nước dừa vô. Thì nhớ lại cách mà nấu bò bung của tía hồi trước á. Nấu nước lạnh sau nước dừa thì nước sẽ ngọt hơn á. Anh nhớ lại chút đó đó. Nên anh sẽ nấu. Nhưng mà lúc đầu mình nói nấu nước dừa để cho nó nhanh mềm mà.
màu đậm quá hen. Quá ngọt. Chỗ này ta kêu bằng cái gì, dừa éo cái nhà. Cái dừa tầm lên tá nhỏ không, dừa tao tầm tá nhỏ không à. Đó nhớ tí xuống mà cha chặt cho mấy tá éo á. Thấy dừa cái gì mà ngọt vậy? Dạ không dám đem ra, đem ra sao mất cỡ là dừa éo. Cái dừa ta mà cái tái mà lớn cái nhà. Về hầm cái này mà xuống dừa nước ăn là mềm á. Cái này cái nhà, từ nãy giờ mình thử thấy cái thịt nó hơi mềm mềm mà mấy cọng gân nó còn hơi bị cứng luôn cái nhà ơi. Chứ còn hơi lâu lâu à. Nhưng mà nhìn thấy nước nó sạch sạch á, thấy cũng hấp dẫn ghê. Nhưng mà nó chưa có mềm cả nhà ơi. Nè nấu cái chảo nó mau cạn nước quá cả nhà. Nên bên chuyển qua cái nồi nấu cho nó lâu cạn xíu. Tôi sẽ cho củ cải đỏ vô nha. Củ cải đỏ vô thì chắc nghĩ là nó mềm thêm khúc nữa. Có cái đồ. Này là tại vì ở nhà không thích ăn hành tây cả nhà, cho nên không có mua hành tây. Củ cải đỏ ngon hơn. Để vô, giờ mình chờ tới mềm củ cải đỏ nó đi. Giờ thì khi nó sắp chín rồi, nên vợ chồng mình sẽ cho rau ra nha. Dưa leo không ra, anh hái dưa leo cho ăn. Dưa leo thấy nó... nó không đúng không? Hình như là hồi lúc trước giờ vợ chồng mình ăn thì thấy chỉ có ba loại rau này thôi cả nha. Với một là chấm tương đen, hai là muối ớt thôi. Nhưng mà thường thường mình đi đám tiệc thì mình thấy chấm muối ớt nên vợ chồng mình đâm một chấm muối ớt. Mình thích ăn cái nào làm cái đó. Thấy bên thử cũng thấy nó mềm rồi đó, nhưng mà có mấy cọng gân thì bên thấy nó chưa có mềm. Thì cái nào mình ăn được thì để mấy chiều mình sẽ nấu thêm lửa hai á em. Ngồi lại. Giờ này rước bắp về thì cũng thêm nửa tiếng nữa rồi cả nhà. Thấy con cũng đói nhưng mà thịt nó mềm rồi. Thôi thì mình ăn thịt trước đi. Rồi chiều mình ăn gân sao? Hay là do anh kết hợp gân với nạm nó không hợp? Sao anh? Thì cũng như cái độ mềm của nó không giống nhau á. Nhưng mà với rồi mấy chỗ bán người ta nấu làm sao? Người ta bỏ gân vô người ta nấu trước hả? Có khi nào người ta luộc trước không? Có thể người ta luộc. À. Luộc người ta bỏ vô sao người ta nấu em? Tại vì gân ra nó cũng không có thấm gia vị á. Có thể vậy luôn. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Này cái nhà, phải xét lại cho cái nhà xem nè. Ui. Hơi nóng rồi, nên mình đợi tạm mình ăn táo này. Này chút xíu mình nút kê cái chén. Nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ. Trong đó màu đậm không vậy? Trong điện thoại mình á. Được. Đây đi. Đây đầy dĩa rồi. Nhìn ở ngoài cái màu nó sáng lắm cả nha. Trong máy thì Vin không biết nó màu như thế nào. Cái nước hơi mình múc cái chén ha. Dạ. Rau quế giờ nó muốn héo luôn rồi. Tăng tí nó lên. Cho miếng ôm á. Ôm cho đẹp hơn phải không? Ừ. Cho vô một cụm thôi. Dắt lá ngồi gai kia qua nữa. Cho đủ luôn. Bò kho của bên đen. Chơi chơi đuổi đi. Nay cao sẽ là người phát bánh mì tại vì em đi học rồi. Cái này món này chiều nấu có khen thôi cũng ngon nữa nha. Nhưng mà chiều nay thì Vin có đi rồi á. Nãy có nói với cả nhà nghe á. Đi với phim. Nên nấu sớm, chiều khen chị ăn. Thôi giờ nhỏ cái Vin mời cả nhà dùng bánh mì cùng bò kho cùng gia đình của Vin nha. Dạ mời cả nhà cùng ăn bò kho bánh mì. Cháu mời ông bà coi chú cùng ăn bò kho bánh mì. Nè mình ăn chung hai ổ trước đi bắp. Ừ. Rồi xíu nữa có gì ăn mình... xong rồi tới ăn thêm. Cái món này thì hôm bữa... Bên tính ngủ cho mấy mày con đi. Giang sáng hả? Ừ, nhưng mà bên làm cho Cường nè. Rồi sau đó hai anh em bên cũng có bên cũng ngủ Cường đi xong nữa, cái nhà cũng xong bếp á. Rồi bữa sau anh em bên cũng có quyết định là đi nữa luôn. Nhưng mà sợ là em ba món theo ha. Là hoàn toàn ba món của bên đi Cường.
không có cái nào dính hết trơn á, đi nguyên một đêm luôn. Ba món gì anh? Chuột câu với lại giăng câu luôn. Mà không có thành quả. Nhớ thành quả gì rồi pin gì bên làm giặt giặt ra giặt luôn nè. Mềm. Mềm không? Mềm mềm mềm. Nên bữa nay quyết định là mua về nấu luôn sẵn cho nhà ăn. Bỏ vô đây luôn hả bác? Bỏ đi luôn hả? Ăn thử cục gân này. Mình nấu thì nó tốn thời gian hơn, nhưng mà có cái là nó học khẩu vị hơn để ăn được nhiều hơn. Đúng không? Gân nó chưa mềm. Chưa mềm hả? Chưa. Nhưng mà phải rất là mềm ấy nha, cắn rất là dễ đứt. Hồi nãy ba mẹ đi cần có nếm thử rồi. Cũng như là cũng cho bắp với mẹ ăn thử coi nó có mềm chưa, ăn chưa. Pin thì dai dai cũng được, nhưng hai mẹ con thì mềm mềm chứ. Cái này nó ngọt nước dừa á. Nãy giờ tới quá trời. Hồi sáng pin cũng tranh thủ pin nấu sớm á, nhưng mà không ngờ thì nó lại dai quá, nó lâu quá. Không, bò kho thường vậy mà, bò kho nấu kiểu nào cũng lâu. Năm tới giờ bé bắp ngồi lại chắc cũng nửa tiếng hồ, thấy con tội nghiệp quá nên thôi gắp ra ăn cục cho con thử coi ăn vừa ăn cho thành ra vừa ăn luôn. Vừa ăn rồi thì dạ đẻ. Bởi vì thường mấy cái món nấu đám tiệc mà nấu bò kho thường là chiều nấu phải không? Chiều nấu. Chứ lại nấu cái đó là hai lỗ nữa. Bỏ lại không? Để ba gà bỏ cho con cái dẻ. Quên. Nãy ba cầm bên tay rồi, tự nhiên ba bỏ lại xuống đó chứ. Hơi cay hả bác? Con ăn con thấy nó the the không? Cay không? The the dễ ăn ngon. Em có cảm giác cay không? The the à? Nè, thịt tiên cái bỏ qua đây nè. Rồi cái đó thì con để chấm. Để ngoài con dễ ăn. Dễ cầm ăn hơn, cầm tay ăn đậy coi. Mấy cái này nạm đúng không anh? Đúng rồi nạm. Ở trong thịt nó có cái sớ gân 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 á, cái này nấu lâu nó bung 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 ra ngon. Mình còn một lửa nữa mà. Đi kiếm. Chiều khi ăn gì chắc ăn là ngon. Con bỏ nó đuổi xuống đi. Ba thấy con cầm lên lửa thấy không? Con cứ bóp tay ăn đậy đi. Ba thấy mày gắp được, miếng thịt này con cứ cái gì bóp tay đi. Con hết gắp anh. Nên nó khác, con gắp quá, có đỏ nó rớt á. Không sao, cái này thì cái màu đều quá, nó đỏ dư, cái chua ngã thì nó đậm màu lắm. Hư bộ đồ. Hư bộ đồ. Mấy bữa dài á, vợ chồng pin chuyển sang xài chỗ này nha cái nhà. Có hơi mất tính ngày xưa dân giả một xíu, nhưng mà là pin xài ở ngoài đây nè. Trời mưa nắng á, nó lên mốc rất là nhiều luôn. Nó ăn sợ bị bệnh lắm cả nhà. Là nghĩ đến sức khỏe của con cái. Bình thì lớn lớn rồi thì cũng không gì, nhưng mà con nó còn đường dài lắm. Nên Bình cũng sợ, vợ chồng mình quyết định là đổi sang đuổi nóc xài. Anh già rồi bỏ thí hả? Dù gì mình cũng được nửa đời rồi. Giờ anh thấy chừng 70 tuổi là mừng lắm rồi đó. Thì giờ anh được 35 rồi. Để anh nửa đời rồi. Không có, là mới ta nói 60 năm cuộc đời hà. Anh là đi hơn phân nửa rồi. Đúng mềm không? Mềm ngon. Bây giờ mưa xuống nè, rồi nắng lại á, đũa cây nó rất là dễ lên móc luôn. Anh nhớ hồi cái sóng chén cũ của mình không? Nó móc cái sóng chén xong rồi nó móc ngược lên cái chén cái tô luôn cả nhà. Mỗi lần ăn phải rửa lại. Là mất tự nhiên nữa nên thôi, có anh chị ghé chơi rồi á. Nhưng mà mình xịt chống mốc á thì mình cũng sợ cái thuốc đó. Không có chống mốc được, cái đó chỉ chống mối, là con mối nó ăn thôi chứ không có chống mốc. Mốc là nó vẫn mốc thôi, tại vì nước nó động lại á. Nó đen lên thôi. Mà sao hồi xưa ở nhà cũng xài đồ cây không hả anh? Có để trong ngoài mưa như anh, nhưng mình để ngoài quay đâu. Đồ cây nhưng mà gạt ghê, đồ sống chén để trong nhà. Đúng không? Đâu để ngoài mưa. Cho con miếng thịt nhà mềm mềm lắm hồi nãy. Bà thấy mềm. Cái nào nó cũng mềm hết. Nó mềm hết rồi. Chỉ có gân là thua. Nhưng mà hồi nãy là nấu cái anh nghĩ là chắc là đúng như vậy luôn á. Gân người ta sẽ luộc luôn ở ngoài á. Vị nhiều quá phải không? Cái màu đậm á. Cái màu nó đậm thôi, nhưng mà cái vị nó không quá vậy cả nhà. Cũng như cái vị nó sẽ nhiều khi đậm như vị quá nó sẽ bị đắng á.
Nó không có bị đắng. Không có bị đắng. Nó chỉ cái màu nó hơi đậm thôi. Nó không được đẹp lắm thôi. Còn về vậy thì nó sẽ không có bị đắng. Thường thường xào lăng hay là ớt ngũ vị hương với sa tế đồ, cà ri đồ á, mình đậm như vậy quá nó sẽ bị đắng, nó bị ngần ngẩn. Còn này là đậm màu chứ thật sự là không có quá gì vậy. Ba ơi, nếu ba muốn chấm bánh này thì ba cứ lấy nước của con. Ổn nha, nước là ổn nha. Ngon. Thật ca rồi thì tao nghĩ lớn hơn phải cạnh hả? Nhưng mà không lẽ con ăn bánh mì ăn không, không chấm hả? Ăn thịt luôn. Cái cùng nãy mày mới gấp nó mềm không? Mềm xèo luôn á. Mềm xèo luôn. Cái cục gân đó. Ờ cục. Cục gân đó. Đây cũng ăn mềm nè. Đích ăn gân. Không mà chiều nay thằng Khang cũng thích ăn gân đó. Chiều nay cho nó ăn cái gân đó. Đi phở chuyên gia xin cục gân. Khi tôi hợp cẩm là anh sẽ xin cục gân. Mẹ ơi, mẹ có ăn cục gân không? Ba ơi, ba mẹ bên kia. Không, ý là bác đang diễn tả lại phải. Nè, giả bộ con là rồi cái mẹ có cục gân đi đúng không? Cái em nói vậy nè. Mẹ ơi, mẹ có ăn cục gân đó không? Nếu mẹ không cho à và... nếu mẹ không mẹ ăn thì cháu thấy đi. Rồi qua tới ba cũng đi chèn vậy. Nó là gân với rồi ra mỗi em muốn kêu có chả trái gì Bình không biết chứ những miếng chả là hỏi thầm liền à miếng chả em thích ăn chả bình thường á ba chứ không có thích ăn chả gần không biết ăn chả gần hả sáng nay ăn bánh mì có miếng chả gần rồi mà em cũng chị hai bác ơi chàng không ăn không thích ăn chả gần chị hai bác ơi ông tây heo á với má còn heo đúng không vậy mẹ mua đó về mẹ ăn được khỏi chia cho khác mẹ nói thì thích ăn cái món đó chứ chả kia thì mua nó là mua đúng chỗ rồi nó ăn nó mới có vị thịt còn mua ngoài ở như khi chắc 70 ngàn tức là tiền này của nó đúng rồi mua chắc 70 ngàn hay 70-80 ngàn thì một đòn đó nha ăn để xuống như mùi bột hôm bữa em mua 150 ký em thấy 150 ký là vẫn còn rẻ so với giá thịt đó nhưng mà em nào phải so sánh thịt không được thì người ta cũng sẽ gia vị nhưng mà nhiều khi thịt nó sẽ nhiều hơn cái phần gia vị phần bột chứ ăn mấy hiện đâu có đắng này thử cái gì không bà thì thấy ăn nhiều lắm mà dễ này thì thấy mình ăn cũng nhiều nữa hình như cột con đang ăn là cột thứ 4 hay thứ 5 gì đó không mà đúng ra ăn mà nóng á ăn với rau này mới đúng đúng chắc rau ra bỏ vô chén cái này là nãy Bình dở nè lúc mà múc ba chén nước ra ví dụ như em ăn rau gì anh hát anh bỏ vô đó rồi múc nước vô mới đúng cột này nó sống quá thì ăn nó sống không à mẹ coi coi cột này nó mềm không cột này hả không phải cột này hả nãy hả mềm mềm cột này cột này có gần rồi. Luôn ê có gần mọc ngoài luôn nè bao ngon luôn á vậy mẹ ăn đi thôi con ăn đi ở trong chén mẹ là miếng khóm nãy bà mới thảy anh thử đi mẹ chưa ăn ăn bùa ngon lắm bùi bùi ngon chứ nè anh thấy mấy chứ thơm thơm à. Chua nữa không chua trái khóm sẽ ba lượng ngọt mà trái khóm ngọt luôn nữa chứ không phải chua nữa tại vì khóm nó món thường pin lượng mấy trái khóm chín nó vàng nó mọng nước luôn á nhưng mà đừng hơi ơi nha sẽ có lúc nó sẽ bị hơi ơi chín quá thì còn mà nó vàng nó mọng nước hồi sáng bóc thử ăn nếu mà hơi ơi thì mình không nấu nào bà no đã hai mẹ con ăn đi à mà thấy hai mẹ con chứ cũng đói lắm nè thấy ăn cũng được ghê nè nó là con thịt là gì nhất à, để ăn ba miếng bánh mì luôn cho chứ hơi chắc nghi lắm anh sao lúc dài anh niêm đồ ăn anh không thích niêm đậm nữa hay là em thấy cái nồi đậu này mình cũng đâu nồi này đâu đậm đâu đúng không nó ngọt ngọt thôi nó không có đậm ví dụ giờ lạc có chấm miếng ớt nè đó, nãy giờ em chấm muối ớt vô thì nó vừa ghế ngồi ăn thôi giờ con với mẹ ngồi ăn rồi dọn nha bên chú gửi điện chạy vô quay nha ơi thôi giờ bên em bye bye cả nhà nha chào tạm biệt cả nhà dạ, hai bye bye ba và con cháu hai con ăn hai dọn cho bay tụi bay nha dạ.